Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau quãng nghỉ để nhường chỗ cho sân chơi quốc tế, cuối tuần này các giải bóng đá hàng đầu châu Âu sẽ trở lại. Tại giải Ngoại hạng Anh, hàng loạt tên tuổi lớn sẽ ra sân vào tối thứ Bảy. Manchester United sẽ hành quân đến sân của đối thủ cuối bảng Southampton. Cả hai gần như là cùng chung một hoàn cảnh. Trong khi đội khách thì chỉ có một chiến thắng và nhận hai thất bại, thì đội chủ nhà đã toàn thua cả 3 trận đầu mùa. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về trận đấu này và những đánh giá của bình luận viên Quang Huy. Manchester United hành quân đến vùng duyên hải miền Nam nước Anh với một tâm lý khá nặng nề và một áp lực khủng khiếp khi họ vừa trải qua hai trận thua liên tiếp. Dù khởi đầu mùa giải một cách suôn sẻ với chiến thắng 1-0 trước Fulham, nhưng ngay sau đó là thất bại 1-2 trước Brighton và trận thua đáng xấu hổ ngay trên sân nhà với tỷ số 0-3 trước đại kẻ địch Liverpool. Kết quả này khiến người hâm mộ và các chuyên gia không còn nhiều niềm tin vào đội bóng. Trận đầu tiên MU thắng Fulham chật vật thì đã dấy lên những nghi ngờ rằng là mọi chuyện vẫn chưa đâu ở đâu cả. Tuy nhiên rất nhiều người cho rằng là có thể trận ra quân, thành ra vẫn có những cái cần phải chỉnh sửa. Tuy nhiên đến khi thua Brighton thì chúng ta đã thấy lộ ra cái điểm yếu trong khâu phòng ngự, cộng với một Casemiro đã quá là sa sút rồi. Đến trận thua Liverpool thì chúng ta thấy cả một hệ thống là kém, chưa kể huấn luyện viên trưởng là rất cứng nhắc trong việc dùng người bảo thủ, và đến lúc là mọi chuyện nó không diễn ra theo ý mình nữa thì không chịu xoay chuyển, liên tục những sai lầm cá nhân, rồi là đẩy cả những người không quá tệ vào đội hình của mình, nhưng mà vào cái đội hình đấy thì nó rối rắm quá và cũng sai lầm. De Ligt chẳng hạn, De Ligt là cầu thủ tôi cho rằng không hề tệ. Gần đây anh đá tuyển Hà Lan đúng là có sai sót, nhưng mà nó chỉ là những cái tình huống cụ thể thôi, chứ cơ bản đấy là cầu thủ tốt. Nhưng mà về MU thì xem ra là cũng vất vả trong khâu hòa nhập. Trên hàng công thì Garnacho và Rashford được đá từ đầu để mà đón những cái tình huống treo bóng qua hàng phòng ngự đối phương. Nhưng mà Liverpool hiện nay là đá khác rồi, người ta không đá cái kiểu dân các đội hình như thời của huấn luyện viên Klopp nữa. Thế biết như thế nhưng mà không thay đổi và cứ để cho Rashford và Garnacho nhăm nhăm chờ những quả bóng câu qua đầu hậu vệ đối phương, nhưng mà nó chẳng bao giờ đến cả. Tóm lại tôi thấy rất là lo ngại, và sau trận gặp mà Liverpool thì tôi cũng cho rằng có hai tuần nghỉ tranh thủ FIFA đây, ban lãnh đạo MU nên cho Ten Hag đi. Tuy nhiên lúc này có cái khó là cái hệ thống chuyển nhượng rồi là cái vận hành của MU là bập quá sâu ở Ten Hag rồi. Bây giờ nếu ông đi thì ai thay, ai dám thay và sẽ làm thế nào khi mà các cái nhân sự là MU mùa này rất chiều Ten Hag theo ý của ông ấy. Bây giờ bập sâu quá rồi thì cũng khó, chứ còn tôi hiểu là hoàn toàn là có thể cũng muốn cho đi rồi, nhưng mà đấy, nó đã ngấm sâu quá, bây giờ khắc phục và chữa cái lỗi đấy thì vô cùng là nan giải. Thật sự cái niềm tin lúc này nó khá là mơ hồ. Về thượng tầng thì họ đã có những người tâm huyết, Sir Jim Ratcliffe đến để mà củng cố cái quyền lực của mình. Ông là một người tâm huyết, sẵn sàng xây mới sân vận động cho MU, chứ không phải là như các ông chủ Mỹ là chỉ kiếm tiền thôi. Thế rồi những người giúp ông về điều hành câu lạc bộ cơ bản là cũng vững vàng. Tuy nhiên cái việc MU vẫn giữ Ten Hag ấy thì đặt ra cái dấu hỏi. Mùa trước tôi nghĩ là Ten Hag phải ra đi, nhưng có thể việc MU thắng được Man Xanh ở chung kết World Cup đã khiến cho công chủ nghĩ rằng là Ten Hag có thể tốt hơn ở mùa này. Mặc dù vậy thì mọi chuyện tôi thấy vẫn chẳng đâu vào đâu cả. Có những cầu thủ mà người ta không phải là tệ lắm đâu, nhưng về MU thì cứ kém dần đi. Câu lạc bộ vẫn thi đấu nhạt. Có những cái mà mình thấy rất là xót xa, những người chuyển khỏi MU đá tốt, trong đó cầu thủ về MU thì lúc đầu tưởng là ổn, về sau lại mất phong độ, và tôi thấy đội bóng này lối chơi cũng bất ổn, không xác lập được những cái gì gọi là đặc trưng, và MU lúc này nó đang dần biến thành một đội bóng tầm thường. Trận này đội khách có thể cho ra mắt tân binh Manuel Ugarte vừa chuyển đến từ Paris Saint-Germain với giá gần 42 triệu bảng. Tuy nhiên, những thương binh như Landy Euro, Mason Mount, Malaysia, Rasmus Højlund, Luke Shaw vẫn phải ngồi ngoài do chưa bình phục. Hậu vệ Victor Lindelof đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội từ ngày hôm qua và có thể ra sân ở trận đấu này. Casemiro thì mùa đầu tiên anh chơi tốt, thế nhưng mà đến mùa thứ hai thì bên cạnh việc sa sút thể lực, tôi cảm giác là anh có cái gì đó lơ lửng. Mùa đầu tiên thì ngoài khả năng đánh chặn còn có thể dâng lên tấn công, chuyền bóng và ghi những bàn thắng quan trọng. Thế thì hình như anh bị lâng lâng rằng là mình cũng có thể là lên làm những cái điều gì đó. Và trong một đội bóng mà đấu pháp nó không chặt chẽ, những cái sự quy ước nó không chuẩn ấy, thì Casemiro rơi vào tình trạng là vừa sa sút thể lực lại vừa kém trong việc chọn vị trí. Đấy, ví dụ như ở Real Madrid thì xung quanh anh là những người tài hoa, đều là những cao thủ cả, thì anh ấy chuyên phòng ngự, anh ấy cũng yên lòng.
Nhưng mà ở MU cảm giác là anh vẫn muốn làm cái gì đó nó to tát chứ không hẳn là chỉ đánh chặn. Bởi thế là hiện nay anh ấy phải nói thi đấu rất là thảm hại. Ugarte là vị trí tốt, tôi cho rằng là có thể cải thiện lối chơi cho MU. Tuyến giữa rất là quan trọng và chúng ta thấy là MU hay rất hay bị phản đòn để hở ra cái cự ly quá lớn giữa tuyến giữa và phòng ngự. Thì hy vọng Ugarte là một cái kiểu cầu thủ như Casemiro nhưng mà trẻ khỏe hơn và hiện nay đang sung sức hưng phấn như vậy thì anh sẽ đảm đương được vai trò phần nào đó. Nhưng mà để mà nói là thật sự thành công thì cũng chưa biết được, bởi vì trong hệ thống này có thể một người tốt nhưng mà cũng sẽ biến thành một người rất là tầm thường. Thì cũng hy vọng cái bối cảnh này Ugarte về sẽ mang lại những gì đấy tốt, bước đầu là như vậy. Theo thống kê ở mùa giải trước, số cầu thủ của Manchester United gặp chấn thương và bỏ lỡ các trận đấu nhiều nhất tại giải ngoại hạng. Đó là lý do để huấn luyện viên Erik ten Hag bấu víu khi đội bóng chỉ cán đích thứ 8. Và mùa giải này, MU vẫn còn nhiều cầu thủ đang gặp chấn thương và chưa chắc chắn ngày trở lại. Thêm một mùa giải, Quỷ Đỏ bị cơn bão chấn thương hành hạ. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến việc nhiều cầu thủ quan trọng dính chấn thương đến như vậy? Thể lực của câu lạc bộ có vấn đề. Tôi thấy là có một số thời điểm ấy đá 20-25 phút có phải được, nhưng mà sau đó thì lại không duy trì được phong độ. Và thường xuyên có kiểu là dâng lên xong rồi đội bạn phản đòn thì để hở rất là lớn giữa hàng tiền vệ và khâu phòng ngự. Thể lực đội bóng có vấn đề. Nói đến vấn đề chấn thương thì rất nhiều người cho rằng đấy là lỗi của bác sĩ. Bác sĩ đúng là có phần lỗi, nhưng mà tôi cảm giác là Ten Hag cũng rất là cứng nhắc. Các bài tập rồi là các phương pháp áp dụng, có thể là ở đây bóng đá là không nhất thiết phải thỏa hiệp với cầu thủ đâu, nhưng mà cũng phải biết là cái lịch thi đấu của người này nó dày thế nào thì cũng phải lựa. Nhưng mà cảm giác mọi chuyện nó cứng lắm và cái sự phối hợp giữa Ten Hag và các bác sĩ cũng như là lắng nghe thấu hiểu nhau nó không có. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag là tân binh Southampton, đội chủ sân St. Mary có ngày trở lại ngoại hạng Anh không hề suôn sẻ. Họ toàn thua cả 3 trận đầu mùa trước các đối thủ không quá đáng gờm là Newcastle, Nottingham và Brentford. Lúc này cả hai đều rất cần điểm, vì thế mà màn chạm trán giữa Southampton và MU có thể là bước ngoặt của mùa giải với hai đội. Trong số những câu lạc bộ mới trở lại với giải Ngoại hạng Anh thì Southampton là đội kém nhất. Đá với Southampton mà không thắng thì chắc là Ten Hag cũng nên ra đi thôi. Tuy nhiên tôi lại có cảm giác là họ sẽ thắng. Họ có thể vẫn bị thủng lưới nhưng mà sẽ thắng sát nút. Và như thế lãnh đạo câu lạc bộ cũng như cổ động viên lại rơi vào tình trạng khó xử. Ông Ten Hag là như vậy, nếu mà kém hẳn một giây đi không đạt được cái gì cả lại là một nhẽ. Nhưng mà trong bối cảnh lối chơi vẫn không xác lập được thì ông lại vẫn có những cái gì đó mà người ta phải nhắc đến. Ông vẫn có lý do để khoe rằng là ngoài góc điêu la thì hai mùa giải vừa qua là ở bóng đá anh không ai giành được cúp nhiều như ông ấy. Đấy, thì vẫn có những cái chuyện như vậy. Thành ra là tôi cho rằng sẽ thắng sát nút và lãnh đạo câu lạc bộ lại thêm một phen khó xử. Có thể nói Southampton là cái phao cứu sinh cho huấn luyện viên Erik ten Hag vào lúc này. Đây sẽ gần như là cơ hội cuối cùng cho tương lai của nhà cầm quân người Hà Lan tại sân Old Trafford. Nếu không thể có 3 điểm trước đối thủ bét bảng, có lẽ là thầy 10 sẽ khăn gói chia tay với đội bóng. Lúc này nói thật là ai cũng ngại đến MU. Thứ nhất đội bóng không được dự Champions League, chỉ là Europa League thôi. Thế thì có những người tài năng, giỏi, đẳng cấp đang không có việc. Nhưng mà đến MU thì họ lại phải suy nghĩ. Đặc biệt là đội bóng đã bập rất nhiều hệ thống và suy nghĩ ở Ten Hag rồi. Có những con người mà huấn luyện viên khác không muốn dùng cả, nhưng bây giờ hết hạn chuyển nhượng rồi, chi phí bỏ ra rất nhiều, thì họ e ngại. Tôi cho rằng nếu vấn đề xấu xảy ra thì nên mạnh dạn đề cử Ruud van Nistelrooy là người đang làm trợ lý, là một cầu thủ xuất sắc, một thần tượng ở Old Trafford và cũng đã từng dẫn dắt đội một Eindhoven trước đây rồi và làm trợ lý ở đội Hà Lan rồi. Một người có kinh nghiệm thì cứ mạnh dạn để tiền đạo lừng danh một thời lên xem thế nào. Thưa quý vị, đến đây chương trình của chúng tôi xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.